Dạ vâng, em xin được mình chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã trở lại với kênh của Chu Du Audio Bắc Giang. Thì hôm nay là ngày mùng 5 tháng 11, xin lỗi các bác nhá. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 11 năm 2024. Em lại lên sóng cho các bác một lô mic Bioka 890. Đấy. Thì cái lô này em cũng về khá là nhiều các bác nhá. Nhưng mà hiện tại thì em mới dọn được một vài bộ. Đấy, nhanh chóng lên sóng để giao lưu với các bác trước. Đấy, chứ còn lô này thì em về khá là nhiều đấy các bác. Lô này thì về được khoảng độ 30 bộ các bác. Đấy. Thì trước mắt đây các bác là cái lô của nó thì nó cũng sẽ đồng bộ, nó sẽ giống nhau như này thôi. Thì em sẽ lên sóng em để đây trước vài bộ bởi vì em đang rất là nhiều hàng về. Em về hơn 100 bộ mic cả 780 cả K890 này. Đấy, thì em sẽ lên sóng trước cho bác những cái bộ K890 này em vừa dọn dẹp xong, lên sóng sớm để các bác nào mà có nhu cầu thì các bác sẽ đặt trước các bác nhá. Đấy, các bác nào mà đặt trước thì em sẽ gửi trước. Còn các bác chờ thì buổi tối nay có thể em cũng sẽ lên livestream để giao lưu về trực tiếp với tất cả các bác. Đấy, thì dọn được bộ nào thì em sẽ lại bày lên đây để giao lưu các bác bộ đấy. Thế còn hàng nó về nhiều lắm, đợt này em om hàng Tết về nhiều lắm để cho các bác đủ đồ chơi Tết mà không lo bị lên giá. Đấy. Thì hàng Tết năm nào nó cũng lên giá rất là nhiều, cho nên là tầm này thì bọn em bắt đầu nhập hàng rồi để om hàng Tết rồi, cho tránh cái việc mà Tết các bác mua hàng nó bị giá cao quá. Đấy. Thì ngày hôm nay thì sẽ có một cái lô K890. Nói chung là hàng về cùng một mã, hàng tháo phòng trực tiếp bên kia về thì nó còn khá là đẹp các bác nhá. Đấy, tất cả nó còn khá là đẹp. Thì anh em cũng có thể nhìn trực tiếp đây rồi. Đấy, một lô này cũng còn khá là đẹp. Đương nhiên em nói là đẹp bởi cho mấy hàng mít bãi thì nó là hàng qua sử dụng rồi và nó cũng qua rất nhiều quá trình vận chuyển về đến nhà thì không tránh được vài những cái điểm xước. Đấy. Những cái điểm xước nhẹ ở trên đầu thu thì các bác cũng phải hết sức thông cảm bởi vì đó là mít bãi. Các bác nhìn thì nhìn tổng thể thôi chứ còn các bác đừng đi soi từng cái góc cạnh của nó một. Ví dụ các bác đi soi từng góc cạnh thì không tránh được một vài cái điểm nhẹ nhẹ đâu các bác. Đấy. Thì đấy là quan điểm rõ ràng bọn em bán hàng bãi, nó là như vậy. Quan trọng nhất là chất lượng của bộ mic bọn em đưa ra cho các bác là các bác an tâm tuyệt đối, đó là hàng ship chính hãng và hàng bãi ship, hàng tháo phòng trực tiếp bên kia về các bác nhá. Và tất cả những gì em cam kết thì khi các bác nhận hàng các bác được phép kiểm tra hàng, test thử hàng trước thanh toán. Anh em cảm thấy bỏ ra số tiền mình xứng đáng thì các bác xuống tiền, còn các bác bảo là hàng này không chuẩn như loại như kia, không đúng quảng cáo, các bác cho quay đầu cho em. Đó, quan điểm rất rõ ràng các bác nhá. Thế còn về những cái điểm xước nhẹ trên mặt đầu thu thì ví dụ như những cái điểm như thế này thì các bác nó không tránh khỏi đâu. Hoặc ở bên dưới này có thể nó sẽ có những cái điểm xước thì các bác cũng đừng có soi quá. Quan trọng nhất là cái mặt tiền của nó đẹp này. Thứ hai là chân tay đẹp và quan trọng nhất là zin các bác nhé. Đấy. Thì ở đây em sẽ có cả tay da cá vàng và tay titan 7 màu da cá. Thì các bác ưng mẫu nào thì các bác chốt mẫu đấy cho em nhé. Và giá thành thì nó sẽ lệch nhau. Sẽ có lệch nhau các bác nhé. Thì em cũng báo giá luôn ở ngay đầu video này để cho các bác tiện theo dõi. Và các bác cảm thấy ok thì các bác alo cho em đặt hàng các bác nhé. Với những bộ tay titan này thì em sẽ để cho bác giá là 2.350.000 các bác nhé. 2.350.000. Bên em bao ship này, bao ship này, tặng cho bác một bộ pin sạc này các bác nhé. Tặng cho bác một bộ pin sạc 3.300 các bác nhé. Và tặng full phụ kiện cho anh em và sản phẩm được bảo hành 3 tháng, lỗi 1 đổi 1 các bác nhé. Còn đối với những bộ tay màu vàng này thì giá là 2.200.000 các bác nhé. 2.200.000. Cũng bao ship để tặng full phụ kiện và tặng một bộ pin sạc như thế này. Dây 6 ly là dây 6 ly đúc chân đồng một đầu vuông góc này để anh em tiện cắm vào những cái âm ly hoặc là những cái con vang số mà lỗ mic đằng trước. Hàng là được bảo hành 3 tháng, lỗi 1 đổi 1 các bác nhá. Và review phần tay mic thì các bác an tâm rằng là bên em này cam kết là củ này là củ K8 xịn các bác nhá. Củ K8 xịn, anh em check test thoải mái, không đúng zin, không đúng xịn các bác có thể đập mic luôn. Đấy, không phải mất tiền, không phải gửi lại. Đấy. Hàng bán ra là phải cam kết như vậy. Thứ hai là chân pin ruột nhựa là phải còn đủ, chân pin sáng sạch, vệ sinh sạch sẽ, tem 7 màu đầy đủ các bác nhá. Đó, thì tất cả những cái đấy bọn em bán ra các bác nhận hàng kiểm tra hàng trước khinh toán. Ok chưa? Đúng như quảng cáo các bác nhận hàng, không đúng các bác giả lại cho quay đầu. Ok chưa? Tiếp theo đó là phần về phần đầu thu thì con này nó bên mạch đời cao, hộp sóng to. Con này là hộp sóng to, có chữ ký của cassette kiểm định của công ty và bên vỉ còn sạch đẹp như mới các bác nhá. Đấy, bởi vì những dòng bio này các bác mua, kể cả mua đơn vị nào cũng vậy thôi, em nói chả phải quảng cáo đơn vị em, cái dòng bio này nó không bao giờ bị xuống màu, không bao giờ bị mất màu. Đấy. Đấy. Đầu thu thì nó để trong tủ máy thì ít khi nó bị lỗi lắm, nó không có va chạm cái gì, đầu thu nó ít khi đặc biệt là cái dòng mic thì nó không có quạt, không có quạt cho nên là nó không có bị bụi bặm ở trong này, nó bên vỉ của đời này. Quan trọng nhất là nó không bị xuống màu theo thời gian, giống như những cái dòng mic cỏ, mic nhái. Cái dòng mic cỏ, mic nhái các bác nhìn những cái linh kiện này nhá, mà thời gian nó có bị xỉn hết chân. Đấy, nó bị xỉn hết, các bác nhìn nó, kể cả cái phíp vỉ
Đấy, cái phíp vỉ này của nó nhá, một thời gian nó bị chuyển màu các bác nhá. Thế còn đối với dòng Bayer này các bác dùng bao nhiêu năm màu nó vẫn giữ nguyên như vậy, không bị xuống màu, không bao giờ bị xuống cấp. Và cái chân linh kiện nó lúc nào cũng sáng bóng các bác nhá. Đó, cái đó là những cái mà cái hàng cao cấp, hàng chuẩn nó đáp ứng được. Thế còn những cái hàng mà trôi nổi bây giờ nó làm cái phíp cũng nhanh mất màu và chân linh kiện nó cũng nhanh xuống. Đó. Tất cả là nó giống nhau các bác nhá. Tay vàng hay là tay titan 7 màu thì nó đều giống nhau các bác nhá. Đó, nó đều giống nhau. Đó, nó chỉ khác cái vẻ bên ngoài thôi. Đấy. Thì anh em nào quan tâm đến cái mẫu vàng hay là mẫu titan 7 màu thì các bác chốt bộ đó cho em. Đấy, còn hàng bán ra là bao cho anh em là giống nhau và bao cho anh em là tất cả những gì mà quảng cáo. Anh em đến nơi các bác test hàng đúng như quảng cáo, các bác nhận hàng không đúng các bác cho quay đầu các bác nhá. Giá thì là em báo rồi. Anh em quan tâm thì các bác cứ alo trực tiếp cho em vào số điện thoại là 0378 030 730 hoặc 0345 220586 các bác nhá. Địa chỉ của em tại xóm Chùa, Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang. Anh em có thể đến tận nơi để xem hàng và mua hàng. Đó. Thì ở đây thì các bác cũng có thể nhìn thấy là những cái bộ này nó đều nhau tăm tắp nhá. Nói chung là hàng sạch đẹp. Đấy, còn những cái vết xước ở một số điểm một số điểm nhỏ nhỏ thì các bác phải bỏ qua, bởi vì nó là hàng bãi và quan trọng nhất là trong quá trình vận chuyển nó không tránh được cái việc xô đi xô lại của cái những cái đầu thu này, bởi vì anh em người ta đóng hàng bên kia đóng vàng, hàng không phải là đóng có một bộ một như bọn em gửi hàng đi cho các bác, mà bên kia người ta đóng cả một cái này thành một cục. Ví dụ như trồng đến pallet thì các bác nhìn xếp kiêu gạch như thế nào thì ở bên kia người ta trồng đến pallet người ta cũng xếp như vậy, sau đó người ta quấn giấy bóng về thì nó không tránh được cái việc nó xô đi xô lại, nó bị xước sát. Thì cái đó nó là hình thức bên ngoài một chút thôi, nhưng mà gần như là ở đây các bác nhìn mặt tiền nó đẹp. Đó, mặt tiền nó đẹp. Có chăng thì nó chỉ va chạm góc cạnh hoặc là do chồng lên nhau này nó có những vết cấn cấn ở những cái chân cao su này, nó có những cái vết này thì nó không tránh được thôi. Thế còn lại thì về cơ bản là hình thức lô này đẹp, đẹp trên 90% các bác nhá. Đấy. Và tất cả những cái đời tay đuôi chuột của dòng Bayer thì là đều có tự ngắt gia tốc đầy đủ anh em nhé. Tự ngắt gia tốc là gia tốc khi làm rơi nó không có tiếng nổ, mic vẫn đang hoạt động này các bác này. Đấy, và thứ hai là có tự ngắt là các bác để quên sau khoảng 10 15 phút thì nó sẽ tự động tắt nguồn. Đấy, còn các bác để xuống đây khoảng 3, cái tính năng quan trọng nhất của dòng của cái tính năng tự ngắt đó là khi các bác để ở đây khoảng 3 5 giây nó sẽ tự động ngắt tiếng. Các bác mic vẫn đang mở này, nhưng mà nói nó không hút vào mic để nó tránh cái tiếng ồn, tránh cái việc rú rít mic không cần thiết. À, ví dụ như các bác mà vô tình quay cái đặt cái mic mà quay cái hướng mic vào cái tép loa nó rít lên thì khoảng 3 giây nó sẽ tự ngắt, nó không bị rít lâu nữa, nó không sinh ra cháy tép. Thì cái đó cũng là một cái rất quan trọng, tính năng rất quan trọng. Thế còn tính năng gia tốc ấy thì nó là một cái tính năng gọi là, đối với em thì tính năng gia tốc nó không quan trọng lắm, bởi vì là thực ra cái tính năng gia tốc ấy thì các bác mà cứ test thì nó không giải quyết được vấn đề gì, bởi vì nó sẽ nhanh rất nhanh hỏng cái mic này. Cái tính năng gia tốc nó là để tránh cái việc khi các bác làm rơi nó phát ra tiếng nổ loa. Đấy, nhưng mà bây giờ thì gần như các mic là có chống lăn rồi, chống sốc rồi. Nó không như ngày xưa là cái tròn lông lốc thì nó dễ rơi. Còn bây giờ thì các cái mic đặt lên đây thì gần như không bao giờ có chuyện nó bị rơi nữa các bạn. Trừ là anh em ném nhau rồi. Anh em ném nhau rồi. Chứ còn hoặc là để cho trẻ con cầm nó nghịch thôi. Đấy, nhưng mà nghịch thì không có nghịch thì có cái việc đập nước này thì nó không có tác dụng của cái tính năng gia tốc. Mà chỉ có làm rơi xuống, khi mà nó rơi nó tạo cái độ rơi nhanh thì nó sẽ phát ra thì nó sẽ ngắt tiếng thôi. Thế còn anh em mà cầm đập nhau nó vẫn phát ra tiếng nổ bình thường các bác nhá. Đấy, bởi vì cái tính năng biểu diễn là khi mic vung vẩy này vẫn phải hoạt động được. Đấy, cho nên là khi các bác đập nhau thì nó vẫn có đánh nhau, thì bằng cầm cái mic này đánh nhau nó vẫn tính năng gia tốc nó không phát huy tác dụng, mà chỉ có khi làm rơi từ độ cao mà nó rơi nhanh thì nó phát huy tác dụng thôi. Thì đó là những cái mà em trình bày cho các bác hiểu không? Nhiều bác về cứ cầm mic tép quăng vào mâm cả để test cái gia tốc ấy, thì em nói thật các bác là chỉ chết tiền mua mic thôi. Đấy, nhiều bác gửi video cho em nào thì cầm này quăng để xem nó có phát ra tiếng nổ không, thì có khi lần đầu nó không phát ra tiếng nổ, lần sau nó hỏng bố rồi. Đấy. Đấy là những cái mà bọn em lưu ý để cho các bác sử dụng trong quá trình sử dụng các bác nhé. Và bên em thì tặng pin sạc này là một cái vì lý do là rất nhiều bác sử dụng cái pin tiểu ngoài chợ ấy, mà các bác ít dùng ấy. Đấy, khi các bác để quên trong mic này thì rất dễ gây ra hiện tượng là bị rỉ xép chân pin. Nếu mà để lâu quá thì có thể là tan bộ mic, bởi vì nó hỏng cái nước axit của pin nó chảy vào đây thì gần như không đơn vị nào bảo hành được đâu, bởi vì nó làm rộp hết cả mạch ra ấy. Có bảo hành xong thì cũng bảo hành liên tục, bởi vì cái gì không nói như cái nước axit của pin nó chảy vào đây là nó phá hủy cái mạch này luôn. Đó, các bác lưu ý như vậy cho em nhé. Cho nên là luôn luôn bên em là hay tặng pin sạc. Đó. Không phải là lô nào em cũng tặng đâu các bác nhé. Những cái lô vừa rồi thì em không tặng đâu. Đấy, thỉnh thoảng là bọn em giao lưu với các bác thì bọn em sẽ tặng pin sạc thôi.
Đấy, chứ bây giờ bọn em không phải là lô nào bộ nào bọn em tặng đâu. Anh em xem cái lô nào bọn em tặng thì là mua đúng lô đấy thì được tặng nhá. Còn lô khác mà không được tặng thì là các bác phải thông cảm là không có nhá. Còn tất cả những lô nào có tặng là bọn em sẽ bày ở đây để báo luôn là tặng pin sạc. Còn lô nào mà không có tặng pin sạc bọn em sẽ không bày pin ở đây và cũng báo không, và cũng không báo đến tặng pin sạc, là các bác lưu ý là không có pin sạc các bác nhá. Thì các bác phải lưu ý như vậy, bởi vì giá cả nó trên nhà theo thị trường, và thứ hai là lô nào bọn em khuyến mại được thì bọn em sẽ khuyến mại, còn lô nào không khuyến mại được bọn em sẽ không khuyến mại nữa. Đấy, cái đó là rõ ràng luôn cho anh em nhé, để tránh trường hợp các bác cứ so sánh nọ kia, là thì tháng trước thì có khuyến mại, tháng này lại không có khuyến mại thì nó rất là khó. Đơn vị nào làm khuyến mại cũng thế thôi, khuyến mại thì chỉ khuyến mại một chương trình một tháng hoặc một chương trình một năm thôi, đó mới gọi là khuyến mại. Thế còn bọn em đây cũng thế. Đấy, lô nào có là bọn em báo luôn, còn lô nào không có là bọn em báo luôn là không có. Đấy, thì lô này thì em báo sáng ngay từ đầu rồi. Bác nào chốt thì alo cho em nhé. Và em xin phép alo thử tiếng mic, các bác có thể cảm nhận được chất âm nhé. Bộ này thì bao cho anh em là dòng củ K8 này bao cho anh em là bao phê. Tiếng hát cực kỳ đều giải, nhẹ, nịnh giọng, dễ hát. Đấy, đây là một trong những dòng mic mà hát tiếng em cảm thấy dẻo nhất dòng IO. Đấy, anh em chơi dòng này thì biết rồi. Củ K8 này, củ mà nó cái dòng chữ BBS này. Đấy, thế còn củ lụa tiếng nó chắc hơn nhưng mà hát nó không thể nịnh bằng cái dòng này. Đấy. Anh em nghe thử chất âm của dòng này nhé. Ali, 1, 2, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Em cho mic to lên nhỉ? Em cho nhà cái đẩy nó to lên nhá. 1, 2, 4, 4, 7, 7, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 5, 6, 7, 1, 1, 1, 1, 4, 4, 7, 7, 6, 9, 1, 2, 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 2
màu nhá, màu titan da cá màu 7 màu và màu vàng, thì giá là 2,2 triệu và 2,35 triệu, tặng pin sạc, bao đầy đủ phụ kiện và bao ship bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1 cho anh em. Các bác chốt thì alo trực tiếp cho em các bác nhá. Rồi, các bác đừng quên tặng cho em Du xin một nút like các bác nhá. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì cho em xin một lượt đăng ký kênh và bấm nút chuông để theo dõi các sản phẩm tiếp theo của bên em các bác nhá. Xin được cảm ơn tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video sau ạ.